Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Leverkusen và câu lạc bộ Club Brugge. Đây là trận đấu thuộc lượt trận thứ 6 của vòng bảng giải UEFA Champions League của hai đội. Và trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 0 giờ 45 phút rạng sáng ngày 24 tháng 11 theo giờ Việt Nam. Và các cầu thủ Leverkusen sẽ tiếp đón Club Brugge trên sân nhà. Và theo đánh giá của nhà cái thì đội chủ nhà Leverkusen sẽ là những người đứng giá cửa trên ở trận đấu này và sẽ chấp đội khách Club Brugge với mức kèo là 0,75. Mức kèo phải hạ xuống còn 0,5 và tăng 1 trái. Mức tài xỉu trận này là 3 trái, 2,75 và 3,25 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là mình có tạo một cái kênh YouTube mới tên là Di Soi Kèo, thì bạn nào quan tâm đến những nhận định của mình để tham khảo kèo bóng thì mong các bạn ủng hộ kênh mới của mình bằng một lượt đăng ký nha. Mình có để sẵn đường link kênh mới ở bên dưới phần bình luận của video này. Các bạn cứ việc nhích nhẹ cái màn hình các bạn xuống dưới phần bình luận. Sau đó các bạn sẽ thấy một cái đường link màu xanh và ấn vào đường link đó, ấn thêm chữ đăng ký là xong. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này nha. Ở trận lượt đi vừa rồi ở bảng đấu này thì Leverkusen đã để thất bại đến Club Brugge với tỷ số là 0-1. Năm trận thi đấu gần nhất của Leverkusen thì họ cũng không thắng, họ chỉ hòa được 2 trận và để thua 3 trận. Năm trận thi đấu gần nhất của Club Brugge thì Club Brugge cũng đang khá là ổn áp khi mà họ đang có 3 chiến thắng, 1 trận hòa và 1 trận thua. Và trận đấu này với cái mức tỷ lệ thế này thì theo nhận định của mình chọn của đội chủ nhà Leverkusen chấp 0,75 hoặc là 0,5. Vì sao? Thứ nhất là xét về thể lực cũng như là chiều sâu đội hình thì Leverkusen họ cũng không thua kém gì Club Brugge đâu. Thứ hai, ở trận đấu này Leverkusen có được điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba, nó hình thấy mức kèo này cũng chưa mấy thật sự là hợp lý cho lắm. Khi mà những con số thống kê trước trận đấu này diễn ra thì Club Brugge luôn vượt trội hơn so với Leverkusen và dường như chắc chắn là Club Brugge đã có vé đi tiếp rồi. Mà trận đấu này thì Club Brugge được chấp đến 0,75, thậm chí là có kèo chấp thẳng một trái nữa. Thì mình nghĩ nhiều khả năng đây là cái mức kèo gài để cho bàn đổ về nằm Club Brugge quá nhiều không chừng nữa. Mặc dù là Leverkusen đang ở vị trí bét bảng với chỉ có 4 điểm mà thôi, nhưng mà ở lượt trận này thì Porto và Atletico phải cạch với nhau. Cho nên là nếu như trận đấu này mà Leverkusen giành chiến thắng được trước đội đầu bảng Club Brugge và chờ sự sẩy chân của Atletico thì biết đâu họ sẽ giành được tấm vé đi cúp C2 thì sao. Cho trận đấu này mình dự đoán là Leverkusen họ càng quyết tâm hơn để có thể là đá bại được Club Brugge. Thứ nhất là để nuôi hy vọng chơi Europa League, còn thứ hai nữa là để đòi lại cái món nợ ở trận lượt đi. Cho nên trận đấu này mà nào tin tưởng mình, ưu tiên đi cửa đội chủ nhà Leverkusen chấp dưới 1 nha. Chỉ cần thắng cách biệt một bàn thôi thì chúng ta cũng đã thắng kèo rồi. Mức tài xỉu trận này là 3 trái, 2,75 và 3,25. Thì một đội thì đang có phong độ không tốt, còn một đội kia thì đang ở vị trí dẫn đầu bảng nhưng mà cũng đang rất quyết tâm để bảo vệ thành quả của mình. Cho nên dự đoán trận này sẽ không gì thắng được gì đâu các bạn. Dự đoán kết thúc 9 phút sẽ có số là 1-0 hoặc là nhiều lắm là 2-0 nghiêng về cho Leverkusen. Nào tin tưởng mình ở ưu tiên đá cửa xỉu 3 hoặc là 3,25 nha. Còn nếu trận đấu này các bạn không tin tưởng của Leverkusen, ưu tiên đá cửa xỉu không được. Thật sự trận đấu này đá xỉu cũng rất là ngon. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0,25 và tài xỉu là 1,25. Dự đoán hiệp 1 hai đội cũng sẽ cầm chừng với nhau, có thể là với lợi thế sân nhà hay Leverkusen họ sẽ có một bàn dẫn trước. Nhưng mà an toàn thì các bạn phải là ưu tiên lựa kèo đồng ở hiệp 1 nha và đá xỉu 1,25. Tóm lại trận đấu chốt kèo chọn của Leverkusen chấp dưới 1 và đá xỉu 3,25. Ở hiệp 1 thì lựa kèo Leverkusen đồng banh và đá xỉu 1,25. Xin chào, hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Chúc anh em may mắn nha.